Giao diện Tây nhưng hệ điều hành Tây Bắc, Anh giai ngoại quốc khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì hiểu Việt Nam hơn cả người Việt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc đến Việt Nam và bị hòa tan với nền văn minh Đông Lào. Trên kênh TikTok của mình, anh Tây đã chia sẻ rất nhiều video về Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng là cách nhìn nhận vấn đề và sử dụng nhạc đậm chất người Việt. Mặt anh thì Tây nhưng tâm hồn anh thì Tây Bắc chắc luôn. Má mày tìm mày, ba mày tìm mày, ba ngoại mày tìm mày, ba nói mày tìm mày, ông nói mày tìm mày, ba má mày tìm mày, ba ngoại mày tìm mày, ông nói mày tìm mày, má mày tìm mày, ông ngoại mày tìm mày, ba nói mày tìm mày. Xa xa bóng người thường, thấp thoáng trước thềm nhà đang đưa dư. Bằng niềm tin không lung lay sẽ đổi thay cuộc đời, bằng những ước mơ lớn lao mình sẽ vẫn khát khao. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.